Nguy hiểm quá các bạn ơi, mình phải cảnh báo ngay cho các bạn một cái hình thức lừa đảo mới ở trên mạng xã hội. Cụ thể là các bạn sẽ bị mất ví P nếu các bạn thực hiện theo hướng dẫn của các cái đối tượng lừa đảo trên mạng xã hội như thế này. Đầu tiên là nó sẽ hướng dẫn các bạn vào cái trang web chính thức của dự án P Network để làm gì? Đấy, để các bạn, nó sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiểm tra xem là P đã về ví hay chưa. Pi bạn đã về ví hay chưa thì có thiếu gì cách để các bạn kiểm tra đâu. Các bạn vào danh mục Mainnet, Mainnet Matrix là các bạn có thể tìm được ngay. Nhưng mà đây đối tượng lừa đảo họ sẽ hướng dẫn các bạn vào cái trình duyệt. Đấy, trình duyệt chính của dự án Pi Network nhá. Nhưng nó sẽ gợi ý các bạn vào một cái đường link liên kết khác có cái tên miền là WellisPNet gì đây này. Đây các bạn xem này. Đấy, đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn các bạn vào một cái đường link khác tên là wallet.pnet, wallet.sign đó. Và sau đó khi mà các bạn chỉ cần sơ ý, các bạn nhập cái cụm từ khóa mật khẩu vào trong cái đường link cái trang web này là coi như bạn đã mất VP. Đối tượng lừa đảo hết sức tinh vi. Và có một điều nguy hiểm là cái clip hướng dẫn các bạn thực hiện cái việc kiểm tra P đã về ví hay chưa bằng cái đường link lừa đảo này, nó lại diễn ra, nó lại được thực hiện là chạy quảng cáo ở trên Facebook đó. Nghĩa là các bạn có thể tình cờ, ví dụ như bạn theo dõi các cái tin tức về dự án Pi Network thì tình cờ cái clip này sẽ nhảy vào những cái clip mà nó xuất hiện ở trên trang Facebook của các bạn. Và chỉ cần các bạn sơ ý, các bạn nhập làm theo hướng dẫn của các đối tượng lừa đảo này là các bạn sẽ bị mất VP luôn. Hết sức nguy hiểm, nên mình phải chia sẻ lại ngay với lại các bạn cái hiện tượng này. Các bạn hết sức cảnh giác, đừng làm theo những cái hướng dẫn lừa đảo này các bạn nhé. Chính vì lý do đó mà Pi Network Pico Team đã có một cái thông báo mới nhất ở trên app đào Pi ngày hôm nay, nâng cao cái việc cảnh giác và phải bảo mật cái ví Pi của các bạn, chỉ vào duy nhất một cái địa chỉ ví Pi ở trên trình duyệt Pi của các bạn mà thôi, không có bất kỳ một cái đường link, một cái trang web nào khác mà các bạn có thể truy cập vào ví Pi của các bạn, ngoại trừ cái đường link ở trên VP của các bạn. Nên các bạn hết sức lưu ý cái việc đấy nhá, để tránh mất VP một cách oan uổng.